Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì với cái video lần này thì Vũ sẽ làm một cái video về nội dung là sẽ mổ ruột cái con sản phẩm loa IC38 này của thương hiệu SE Audio Technic. Và cái dòng loa này những thời gian gần đây rất là nhiều khách hàng thích và rất là cuốn và rất là mê cái dòng loa này khi mà đến nghe cũng như là đã xài, và rất là nhiều khách hàng cho là những cái feedback rất là tuyệt vời. Thì video này thì Vũ sẽ mở ruột cho tất cả các bạn trên kênh, chúng ta có thể cùng xem. Và mình sẽ có một số đánh giá về cái chất lượng cũng như là cái kết cấu của con loa này. Và tại sao cái dòng loa như thế này nó có thể tái tạo ra một chất lượng âm thanh, là thứ nhất là công suất FPL rất là lớn. Cái thứ hai là khả năng tái tạo cái mid low rất là dày. Mà khi kết hợp cùng với sub của hãng nữa thì cho ra một chất âm, dù là đây là một dòng column array nhưng mà nó không hề nghe bị mỏng tiếng, nhất là giải mid low. Thì mời các bạn cùng xem video này, mình sẽ cùng các bạn tháo ra và chúng ta sẽ cùng đánh giá nó nha. Mình sẽ coi cái hãng này, cái nó chất lượng nó ra sao và nó xứng đáng với cái đồng tiền hay không mà những khách hàng mà bỏ ra trong thời gian gần đây. Ok, mời các bạn cùng xem. Xin phép các bạn là Vũ được ngồi cái nha. Tại vì mở cái này sẽ thời gian hơi lâu. Duy ơi, có thể hỗ trợ giúp mình hỗ trợ. Duy sẽ hỗ trợ Vũ cùng mở cái loa này. Thì Duy cái này đợt trước á, Duy mở đi. Cái này đợt trước á thì Vũ đã có mở cái con mà 34 và 32 cho tất cả các bạn cùng xem, nhưng mà con này có một phần đặc biệt hơn thì mình sẽ mở cho các bạn cùng xem. Rồi. Đây. Thì để mở cái con loa này thì các bạn thấy không? Nhìn về mặt xung quanh á, các bạn thấy là nó rất là liền lạc, nó không có cái mối nối cũng như là nó không có ốc vít gì ở xung quanh cả. Mặt tiền nó chỉ là đây, các bạn có thể xem, mình có thể lật qua các bạn xem là nó rất là liền lạc. Từ cái mặt lưới loa nó rất là khít, nó rất là bót, nên là chúng ta không thấy cái gì ở trong đây cả. Nên là khi mà muốn mở cái loa này ra thì chúng ta phải mở hai cái nắp đầu, hai cái nắp ở phía hai bên, và sau đó chúng ta sẽ rút cái màn lưới ra theo cái hướng giật lên cho các bạn ha. Nó giống như là một cái khay ray trượt á, nó giống như ray trượt vậy đó. Rồi, ok, vậy là Duy đã mở xong rồi. Duy Duy phải lấy dít nữa nha, tại vì nó có keo nha Duy, lưu ý. Những cái con này là tất cả là đều có keo nha, con này là hàng mới 100% luôn các bạn. Vũ đem lên cái phòng này để chủ yếu là để đưa nó không có bị chày. Đấy, khách nó rất là cứng, mình cần phải kỹ. Rồi để mình sẽ lấy đồ này. Rồi, Duy ơi, cho mượn cái con vít kia thôi. Rồi, mượn vít kia luôn, mở luôn này luôn đi Duy. Mình mở luôn cái này cho. Đấy, các bạn, rồi. Để cho các bạn xem là những khách hàng cặp loa này bao nhiêu tiền Duy nhỉ? Mình quên rồi, mấy chục rồi. Như không nhớ nữa. Hai mấy 30 gì nhỉ? Thường đó các bạn, thì những cái cặp loa này do Vũ bán nhiều. Thứ nhất đó, bây giờ những cái cặp loa này á, khách hàng thích đó, thứ nhất là vì cái chất âm, thứ hai là cái công suất, cái thứ ba nữa mà khách hàng lại rất ưng ý chính là vì cái khi mà lắp đặt cho những cái căn nhà nó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp, nhìn vào cái loa cho đến cái phần không gian nhà khách nó cũng sang nữa, nó không có bị chướng hoặc nó không bị vướng víu cái căn nhà. Nên đó là lý do mà dạo gần đây đã cái dòng này được khách hàng mới xây nhà được lắp rất là nhiều là như vậy. Là IC38 được khách hàng gọi đến hỏi rất là nhiều. Cường 27 cái. Hả? Cường 27 cái. 26 triệu mấy trăm á mọi người. Một cái nha mọi người nha. 26 triệu mấy trăm một cái thì tương đương với việc là một cặp nó rơi đâu đó khoảng 50 mấy triệu một cặp. Một cặp loa này khoảng 50 mấy triệu. Rồi. Cứ mạnh ra, mạnh tay đi. Rồi, đây bức này nè, đây có thế nè bức. Nó hơi bót nha mọi người, nó có keo quá mọi người ạ. Đây. Rồi, từ từ. Rồi, kéo đi. Này phải hai người. Đấy, đúng rồi, ok. Lực phải dùng lực hai người. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là cứng. Thật ra ốc là chỉ là giữ vậy thôi để nó ma sát nè. Đây mình sẽ mở từ từ để cho mọi người coi nè. Nó rất là cứng nè, cái lớp keo của nó nè các bạn. Đây. Đây chính là lớp keo. Đó, các bạn thấy không? Đấy, mình mở nhẹ nhàng. Mình nãy mình xả 4 con ốc ở đây nè. Đó, nãy Vũ xả 4 con ốc đây. Rồi, mình cướp ra. Rồi, mình kéo ra Duy ơi. Mở bên này không? Ở dưới nữa.
Mình mở dưới nó đi cho nó nhẹ. Tại vì thật ra mình kéo ra là được, nhưng mà nếu mà kéo ra như vậy á, nó rất là chắc nha mọi người. Đó, ok. Rồi, ở dưới này thì đây là chính là bộ phân tầng của cái con M3. Xin lỗi mọi người, review rất quen miệng. Đây là con IC38 của SE. Đây là series mới mà Vũ ưng ý trong thời gian gần đây nè, cũng như là khách được. Đây, các bạn, em có thể quay cận cảnh cho mọi người cùng xem thôi. Đây, đây là cái bo của nó. Đấy, có thể lấy nét cận cảnh cho mọi người xem cận cảnh ha. Đấy, còn mới luôn, mình khui ra cho các bạn xem. Đấy, cái cũ này. Đấy, từ đồ này nọ, mọi thứ. Đấy, con tụ của nó nè. Nhìn nó cũng rất là sạch sẽ, nhìn cái bo rất là gọn gàng và tỉ mỉ đúng không các bạn? Đấy. Rồi, bỏ đây. Rồi, ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu rút cái màn lưới ra. Tạm thời mình rút hướng này đi Duy ơi. Nó hơi dài nha các bạn, nên xoay tùm lum để lấy ra, kéo ra. Nó có keo không rồi, trượt ra, đấy các bạn, trượt ra thế này nè. Đấy. Rất là bót nha. Đấy, thì các bạn khi cái việc mà khi mà chúng ta tháo gỡ mà nó cứng như thế này á, thì chúng ta đừng có nói là nó trong quá trình mà hãng làm. Thật ra cái việc mà nó cứng như thế này nó rất quan trọng, tại vì nó sẽ giúp cho cái việc mà khi mà đánh ở cái cường độ lớn á, thì nó sẽ không có bị những cái gọi là những cái tạp âm rung hay là cà những cái phần mà loa lắp chung nhau đó. Và Vũ đã nói rất là nhiều lần trong đó. Đây, con này so với 32 và 34 thì 38 có phần đặc biệt hơn, chính là sẽ có hai họng super trap đó, ở giữa đó các bạn. Đây, đây là nôm na đây là ngõ coaxial nha các bạn ha, đồng trục, sẽ có hai củ đồng trục. Thì hai củ đồng trục này có kích thước về cái trap này là có kích thước là 0.5 inch, còn đối với tất cả các driver trong IC38 là có kích thước là 3.5 inch, và tổng thể là sẽ có 8 driver lo, nên bởi vì vậy là nó mới có cái chữ là 38 đó các bạn ha. Đó, tức là 3 in và 8 củ loa đó. Và đặc biệt là cái riêng 38 nó sẽ có chữ X nữa. Chữ X thì nó sẽ đại diện cho hai con trap này, tức là một cái mã hãng từ thường đặt ra, một cái ký tự là nó sẽ đại diện cho những cái kết cấu ở bên trong cái loa như vậy. Rồi, bây giờ các bạn có thể quay, bạn có thể quay cận cảnh giùm anh nha, quay kỹ giùm anh, quay nét. Và các bạn có thể thấy ở cái phần này á, lý do mà tại sao nó tạo được cái độ dày á, mình sẽ cho các bạn coi. Đây, bạn cameraman quay giúp mình chỗ này. Các bạn thấy phần này các bạn, cái này là phần được đúc nha các bạn, đúc nguyên khối nha các bạn. Đây là phần nhôm, các bạn nghe tiếng không? Đó, nên nó rất là nặng, dù là nó nhỏ nhưng mà nó rất là nặng nha các bạn, nó không có nhẹ đâu. Đó, nhìn cái phần hoàn thiện nước sơn nè, các bạn nhìn ở bên trong đi. Rồi các bạn nhìn cái vỏ, bạn có thể zoom cận cảnh những cái nước sơn, những cái điểm in của cái driver giúp mình nha, cameraman. Đây, các bạn thấy chưa? Mình cho các bạn coi những cái độ tỉ mỉ của hãng làm ra. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không? Đấy, nước sơn. Đó là một phần của cái việc mà tại sao cái loa này nó tăng mít lột dày, chính là về phần cứng, phần vỏ. Kết cấu rất là chắc chắn, rất là đầm. Nên cái phần tái tạo, cái phần mít lô nó cũng mang lại phần độ dày hơn. Các bạn thấy những cái dòng loa mà như là Zenalac, các bạn thấy driver rất là nhỏ nhưng mà tạo ra âm bay, những cái độ dày của loa nó rất là đẹp, cũng như là rất là sâu, khỏe. Rồi, Duy có thể mở giùm Vũ cái những cái driver này ra, mở hết ra luôn. Mở hết luôn cho mọi người cùng trải nghiệm cho nó vui. Rồi, đây là phần lưới các bạn. Đây phần lưới, bạn có thể zoom gần cảnh đây nè. Cái phần lưới này nó sẽ có một cái bông, một cái bông gòn các bạn, nhưng mà bông gòn này nó có sừ lông lên luôn các bạn. Nó cuộn chữ U lại ở hai mép, mép trong và mép ngoài, sau đó nó đưa vào. Thì cái việc đưa như vậy á, là nó cũng thật ra như nãy mình vừa nói là cái vô cái khe này các bạn, nó làm ray trượt á, để tránh cái những cái đường, cái phần nhôm này nó cạ với phần này, nó sẽ nghe sau khi đánh lớn nó sẽ nghe tẹt 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 á. Đó, thì nên hãng nó cũng tối ưu phần này. Thật ra về cái góc độ mình review á, các bạn nhìn á thì nó rất là đơn giản, và nhìn về cái những cái viên dán này thì các bạn nhìn nó bình thường, nhưng mà về nếu mà chúng ta có cái góc độ mà nhìn về góc độ kỹ thuật á, thì những cái điểm nhỏ thế này chính là những cái điểm mà hoàn thiện của hãng, và những cái điểm mà hãng nó rất là tập trung cũng như là có sự đầu tư cho cái sản phẩm của mình.
Tại vì có những cái điểm nhỏ như thế này thì giúp cho cái sản phẩm nó mới hoàn thiện và nó có cái trải nghiệm được tốt hơn. Khách hàng mua thì nó cũng sẽ đúng hơn. Đấy. Mặt trong này thì để cản lại một số bụi, tại vì cái phần lưới của cái loa này các bạn, cái lỗ nó hơi to đó, nên lý do là bên trong nó sẽ có thêm một phần lưới này. Thì cái lưới này á, nó sẽ giúp cho việc là lỡ mà nếu mà nước mà chúng ta có tạt trực tiếp vô, hay là nói chung là không tạt trực tiếp và trực diện á, mà ở góc độ mà 45 độ hay rơi, hay là từ trên xuống 15-20 độ á, thì nước sẽ không bắn vào màng loa mà nó sẽ được chạm và nó sẽ trôi xuống, thì nó cũng một phần bảo vệ trong vấn đề đó các bạn. Bụi cũng vậy. Đây. Bụi chỉ hạt lớn thôi, hạt nhỏ thì nó vẫn có thể bay vào nha mọi người nha. Rất là rõ ràng các bạn, vì có lỗ thì chắc chắn là bụi cũng vẫn có thể bay vào. Nhưng mà thường á, Vũ lắp những cái bộ loa này trong nhà khách hàng á, thì lắp trong nhà không à, máy lạnh đồ không à, nên cũng ít khi nào mà có việc mà bụi lắm. Nhiều khi có những loa mà Vũ như ngày xưa có lắp cái bộ mà F3 các bạn, mình lắp cho khách hàng cũng đã 3 năm, 4 năm rồi, đến bây giờ nó vẫn còn mới và nó vẫn còn ngon lành, nó không có cái gì cả. Màn lo đến mà tôi rất là ngon, không có bị mục cái này nọ. Nói chung là mình làm đúng thì nói chung sản phẩm nó sẽ bền thôi. Đấy. Rồi. Rồi, các bạn nhớ like cho Di nha mọi người, các bạn. Like cho Di mở lo cho các bạn xem. Hàng mới đàng hoàng luôn chứ không phải là hàng bảo hành rồi mà, hay là hàng cũ gì đó mà Vũ mở ra cho mọi người coi. Để mà biết không thì chắc các bạn nhìn cái keo là các bạn biết mà, là Vũ đang mở cho các bạn coi là hàng 100% mới. Nhìn cái keo nó còn ron zin hết mà. Mấy bạn mà những anh em kỹ thuật mà bán âm thanh mà chúng ta hay làm đồ bãi, chúng ta nhìn là chúng ta biết cái nào là hàng đã bung rồi và hàng nào chưa bung là chúng ta nhìn là biết ngay. Đấy. Gân này là gân vải nha các bạn. Đây, mình cho các bạn 8 driver này nè. Gân này là gân vải, hoàn là gân vải, nhưng mà màng trong bên trong là màng giấy nha các bạn ha. Màng giấy. Đó. Gân vải đây các bạn, mình nhấn các bạn cái con lo này. Đấy. Còn cái việc mà nhấn con lo này hạn chế các bạn, nếu mà nhấn có thẳng á thì chúng ta muốn test á, chúng ta nhấn hướng thẳng này nè, nhưng mà nó sẽ gãy nó thì chúng ta cân tay sau đó. Chúng ta khi mà chúng ta nhấn vào á, nhấn hướng thẳng thường thường á, nếu mà những cái chuẩn á là chúng ta sẽ ít thấy cái sự cả con ở hai bên hông lắm. Đấy, đi thẳng như thế này nè. Đấy. Nhìn nó rất là mượt. Rồi cái màn vải này á, nó sẽ đánh được những cái SBL lớn và chịu tải rất là tốt các bạn, và nó có những cái lớp keo này để chống mối mọt rất là tốt. Rồi, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Củ này rất là to. Tất cả driver, 8 cái driver mid ở trên cái con IC38 này là đều là từ neo hết nha các bạn ha. Từ neo hoàn toàn hết. Đây mình sẽ up từng cái cho các bạn cùng xem. Đây, xin lỗi. Đây, mình sẽ up lên. Cứ mở thoải mái. Các bạn lưu ý nha, mã này mã IC38 của SE Auto Technic nha các bạn. Sẽ mở lên cho các bạn xem. Con dây ngắn quá nên mình không có để cho các bạn xem hết được. Cứ mở ra vậy đi. Đây, Duy mở kiểu này Duy. Ừ đúng rồi. Đấy, đây mình mở cho các bạn xem. Nó lên lên đây không? Rồi, quay lại thôi. Rồi, ok. Các bạn thấy chưa? Rất là đẹp đúng không các bạn? Đây, bạn cameraman kê cận cảnh giúp anh. Đây, các bạn thấy cái khung lo không? Là gan, này là nhôm, đó, các bạn nghe không? Đó, đây là nhôm, đúng rồi nha các bạn, hoàn toàn. Đấy, và cái này là cái keo, keo này nhiệm vụ của nó là nó sẽ bám với lại cái thành thùng loa và nó sẽ giúp cho tránh cái việc ma sát, đó, để tạo ra tạp âm, tránh tạp âm, đó, rất là chỉnh chu các bạn. Các bạn thấy củ nó rất là nhỏ nhưng mà nhìn cái củ nhìn rất là xịn nữa các bạn. Đấy. Bạn tự zoom nét cận cảnh giúp anh nha. Cái cuộn nhện bên trong này, cái con rất là lớn nha các bạn. Đây các bạn thấy con lo này, đây mình nhấn đây, cái con lo bên trong nó rất là lớn. Zoom cận nét giúp à. Làm sao mà cho mọi người thấy cận cảnh nhất. Rồi, được chưa? Rồi, đây là những cái cổng mic nha. Đó các bạn thấy phần sau không? Là đúc nha các bạn. Cái khuôn này đúc hết. Cái này cũng là đúc luôn, không có cắt ghép, không đấu nối nha. Đó, tiền nào là của đó luôn đó các bạn. Đó, các bạn xem Vũ review rất là thật. Đây, còn đây là củ đồng trục, các bạn nhìn mới thèm nè các bạn. Đấy, nhìn hấp dẫn không? Đấy các bạn, đây là đồng trục nha các bạn, thì bao gồm là trap, một hai cái củ trap dành cho hai cái driver ở giữa,
nó tăng sự cộng hưởng. Và đây là cụ từ dành cho stress và cụ từ dùng with. Mà cái cũ này các bạn hãy nhìn nó đã không? Đây, bạn quay zoom đi. Gỡ ra luôn. Gỡ ra luôn giùm đi Duy. Lấy cái nãy ra, lấy cái gì chọt nãy ra. Bóp vô. Chọt đây bước ra, chọt vô cái. Chừng vô tay nha. Rồi, cái này nữa. Rồi. Không sợ vô tay nữa. Vô tay chứ, trời ơi. Review lát nó đổ máu nó vui lắm á. Lâu rồi Vũ không review cho karaoke, chắc mọi người cũng nhớ Vũ đúng không? Vũ nay các bạn đừng quên ủng hộ khi mà Vũ làm về cinema nha. Thật ra Vũ đầu tư rất là nhiều, cũng nhiều cái mới và rất nhiều về góc độ kỹ thuật của cinema. Vũ muốn cho người dùng Việt Nam mình có nhiều trải nghiệm âm thanh, có sự thay đổi trong những năm sắp tới, cải tiến mới. Karaoke thì các bạn cứ ủng hộ Duy và Huy. Đó, mấy anh em và Khánh, các bạn khá là cứng về karaoke rồi. Mấy anh em sẽ đảm bảo là nhấn sát vô nữa, lấy cái đồ nhọn nhọn á. Không có dao à? Dao nhọn hả? Ừ, cứng quá. Cái này cũng nhọn quá rồi nè. Đang nguy hiểm. Đó. Được không? Sao vậy không chịu làm? Chán quá. Nguy hiểm gì? Rồi, được không? Bước ra đi. Mọi người chờ xíu nha. Vũ nó hơi bót nha các bạn. Mình không có móng tay nữa, nó bở gì khổ. Nhấn vô. Rồi, ok. Còn con nữa, dứt luôn đi. Đây. Rồi, dứt. Chọn cái. Nhìn cái sản phẩm, nhìn cái chúng ta bỏ tiền ra vài chục triệu. Chúng ta phải sở hữu những cái con loa từ trong ra ngoài, nó phải xịn và cũng như là cái chất âm. Đây. Đây là Vũ trên tay, Vũ đang cầm hai cái con Rojet, một con nằm đây các bạn. Đấy, một con nằm đây nè, đây cái mặt tiền của con Jeff đây nè. Đây. Các bạn thấy chưa? Đây, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây mình đặt trên tay các bạn. Nhìn bạn cameraman quay những cái đồ chi tiết giúp anh, độ sát càng tốt là các bạn coi nó làm nó tỉ mỉ như thế nào. Chúng ta phải đánh giá về những cái đó nữa các bạn. Cái lỗ cũng đẹp quá trời. Ừ. Đó. Thấy chưa? Thì những khách hàng này, chúc mừng những khách hàng nào mà đã tàu trong những năm vừa qua, tàu IC38 nha các bạn. Chúng ta bỏ một số tiền ra thì hôm nay chúng ta sẽ biết được cái ruột rà mà số tiền mà chúng ta bỏ ra thì các bạn cảm thấy nó vui và chúng ta mua một sản phẩm nó đúng. Đấy, nhìn rất là chắc chắn. Phần nhựa đây của Jeff. Đấy. Và góc phủ của cái con loa này là 120 và 30 các bạn. Góc phủ ngang là 120 độ và góc phủ chia dọc là 30 độ các bạn. Thì cái góc phủ, với cái góc phủ như thế này á, 120 độ mà chúng ta ở khoảng cách chỉ cần đâu đó khoảng tầm 3 mét thôi là phủ đều hết cái căn nhà chúng ta, ngang khoảng tầm 7-8 mét rồi, dư xăng rồi. Nên mọi người sẽ không cần phải lo là về cái độ phủ âm của con này nữa, cũng như là cái độ xa, cũng như là những cái căn nhà mà dành cho những cái căn mà những cái phòng mà lớn, những phòng sảnh khách mà khoảng tầm 50-60 mét vuông thì chúng ta yên tâm, vừa loa thì vừa nhỏ mà góc phủ thì vừa đầy đó, thì nó giúp cho mọi người rất là nhiều thứ. Cái cũ này nó sẽ khác với những cái cũ trong này, nó sẽ có phần đặc biệt hơn, cái phần khung nó cũng dày hơn, nó đầy hơn. Em ở đây để mọi người thể so sánh này. Đây, đây mọi người thấy không, đây hai cái phần khung loa nè đó. Đây. Các bạn này quay bằng máy ảnh nên zoom nét rồi nó hơi bất tiện so với điện thoại các bạn. Nên nhưng mà được cái mọi người sẽ coi nét hơn. Rồi, ok chưa? Thấy không? Đây, con rất là lớn. Đó là lý do mà FBL của con này nó rất là khỏe và nó tải rất là tốt các bạn. Rồi, ok. Mình sẽ bỏ ra và mình sẽ đi vào bên trong cái con này nữa. Nó hơi... bạn cameraman có thể... đây, mình sẽ để đây đi. Cho các bạn xem. Và trong cái phần này các bạn, phần dây á, họ đi cũng rất là gọn gàng nè các bạn. Đây, họ dán rồi mà mình cũng không muốn bung, cho mà mình cứ bung đi cho mọi người coi. Thì đối với tất cả nguyên phần khung như bạn, nhưng mà ở những cái điểm này á các bạn, những cái phần khung này nè các bạn, họ bỏ gỗ vào trong đây nè, có gỗ nha. Gỗ mấy lớp đây, từ nó là ván gỗ 1 2 3 4 5 6 lớp nha các bạn. Tổng cộng là mình sẽ coi họ bỏ cách quy cách của họ bỏ coi quy cách của họ tổng cộng là 3 cây các bạn, tức là một thanh ở giữa trung tâm và
Một thanh đây tổng cộng là nó ba thanh, ở đầu, ở đuôi và ở giữa có ba thanh gỗ và bốn bông, ba bốn bông tiêu âm đấy. Họ cách khoảng chứ họ không lem, họ không che hết 100%. Thì mình mở ruột ra chủ yếu là để cho các bạn có thể xem, và những anh em mà kỹ thuật mà chúng ta có đam mê về âm thanh, mà chúng ta có nghiên cứu, thật ra mình có coi nhiều kênh YouTube của các một số anh em âm thanh ở phía Bắc nè, miền Trung nè, mấy anh em có nghiên cứu là cũng là lo việc mà để độ ra những cái column array như vậy á. Thì thật ra cái việc mà mấy anh em tự độ như vậy á thì nó sẽ nói chung là nó nhiều vấn đề lắm, tại vì thật ra chúng ta sẽ học những cái hãng như thế này nè để chúng ta biết được cái cách bố trí, cách đi dây, cách đi bông tiêu âm như thế nào và người ta sẽ làm như thế nào, để chúng ta có thể xem những cái video của Vũ như vậy á, chúng ta sẽ cải tiến về những dòng loa của mình. Thật ra mình rất là hâm mộ, mình rất là thích những anh em thích mày mò mà làm ra những cái gì, những sự đặc biệt mà học hỏi theo á. Đấy, rất là thích coi những cái kênh mà anh em làm. Đấy, ok chưa? Rồi, như vậy là thì quá đơn giản, các bạn thấy từ phần trong, từ con tán nè, để mình sắn cho các bạn coi con tán này, nó rất là thẳng hàng. Đấy, đấy các bạn, đấy các bạn thấy chưa? Nói chung là từ con tán mọi thứ là nó rất là ngon lành. Đấy, đấy các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng và ngon lành, tất cả lắp vô rất là ngọt ngào. Đấy, rồi và để mình sẽ bắt lại một con cho các bạn xem. Đây bốn bông nữa các bạn, cái bông này bông riêng nè. Đây nè, bạn có thể quay phần khung bên trong nè, bạn đây cho bạn coi khung nè, đó thấy không, thấy không đó, đây lật qua lật cho bạn coi nè. Đấy, nguyên khối nha các bạn, không phải là hàng ghép đâu các bạn, nguyên khối luôn đó. Cái tiếng này mình lấy chiếc nhẫn mình gõ vào nè, nó rất là dày, cầm nó rất là nặng. Ở con này mà một con là trọng lượng của nó là 8,3 kg nha mọi người nha. Lần đầu tiên mà Vũ review lo mà Vũ nói số ký nó, tại vì thật ra nó rất là xịn. Rồi, ok, thì nó cũng rất là phù hợp với những cô chú anh chị nào mà chúng ta thích, gọi là một số, nói chung là mình nói vui thôi, thì một số khách thì thích cái đồ mà đồ nặng, cái là đồ ngon. Đó. Còn một số anh chị thì là sẽ có quan niệm là không chắc đã nặng nó đã ngon đó. Rất là nhiều thứ. Rồi, ok, dưới đây bắt lại từ từ đi. Rồi, rồi Vũ lắp, Vũ sẽ lắp lại từ cái, dưới bắt lại từng con này. Đấy, các bạn có thể coi lại lần nữa, những bạn nào đang coi. Nhưng video này thứ nhất là vừa giới thiệu cho khách hàng, những bạn đang xem YouTube có thể mở rộng thêm nhiều dòng line sản phẩm, biết nhiều hơn những sản phẩm mà những cái hãng ở nước ngoài họ làm. Cái này là thương hiệu của Đức mà Vũ đã làm cách đây, và các bạn biết là mình đã làm khoảng 3 năm rồi, mà nay nó ra những dòng line sản phẩm này đến cho mình, giúp cho mình phải muốn làm lại đó, mình muốn làm những cái hãng mới để giới thiệu cho mọi người, nhưng mà nay nó có những sản phẩm nó quá ngon đi, không thể nào mà từ chối được, nên chỉ có muốn làm thôi. Ngoài việc các bạn biết ra cái này về việc karaoke, các bạn biết cái dòng loa SE này nè, chúng ta có thể ứng dụng được trong cái nhà thờ nè, hội họp nè, nó rất là linh hoạt. Đặc biệt nhất là cái phần bass đó các bạn, cái phần bass của con này nó được đúc nguyên khối và nó custom, các bạn có thể treo trần được nè, treo tường được nè, hoặc là treo trên, treo dưới, treo giữa, tức là nó cực kỳ linh hoạt luôn. Riêng cái phần bass không á, khi mà chúng ta mua loa này nè, hãng đã cho sẵn ra bộ bass rồi. Còn đối với phần bass đó mà nếu mà chúng ta mua rời á, hiện nay là nó có giá là 1,680,000 một cái bass. Một cái bass các bạn, một cái là 1,680,000, tương đối cao, mấy phụ kiện của họ bán rất là mắc. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta mua lo thì nó có sẵn rồi. Và cái bass đó rất là gọn, chúng ta có thể đưa ra xa, đúc trong, ngặt trái qua phải, nó rất là chắc. Chúng ta lắp cho nhà thờ cũng được nè, hay là lắp cho những cái dự án đồ này nọ. Tại vì những cái dòng column này các bạn, những cái hội trường á và những cái nhà thờ á, họ rất là thích. Nhà thờ các cha thường thường nó sẽ là rất là thích cái kiểu như là limit low rất là dày nè, tiếng trong trẻo nè, và đặc biệt á là cái công suất nó khỏe nữa. Đó. Và những cái con mà column như thế này nó sẽ giải quyết là cái sự mà cộng hưởng âm các bạn. Tại vì nhà thờ không được xài, ví dụ với những cái căn phòng, ví dụ như phòng mà bị vang không xử lý âm á, như nhà thờ, chùa, chiền, hay là những cái căn phòng mà nhà khách, phòng khách của mình á, mà trang trí kiến quá nhiều á, thì
thì những sản phẩm này rất là phù hợp, tại vì nó sẽ giảm đi cái độ dội âm và nó gây cái sai cái phần âm bass của mình, nó bị ù các bạn. Và Vũ á đang muốn là cái có một phương một cái dự án là làm cái loa này là tất cả full và FE, là làm toàn bộ, là bao gồm có tính năng là một cái phòng giải trí giống như vậy các bạn. Thì nó sẽ có karaoke, xem phim, nhưng mà thay vì nhiều loa thì Vũ chỉ sử dụng cái loa phân và loa karaoke chung một với nhau làm karaoke và xem phim luôn. Và những cái dòng loa surround thì Vũ sẽ xài những cái dòng IC32, nó giống như thế này nhưng mà nó nhỏ, nó rất là ngắn và treo nó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Và những cái con này nó có hai màu, màu đen và màu trắng, nhưng mà hiện tại Vũ chỉ bán màu đen thôi. Màu trắng Vũ có một cặp thôi, nhưng mà chỉ để cho một khách hàng tham khảo thì khách hàng có thể đặt về đó. Thì dành cho những khách hàng mà mới hoặc những căn nhà mình nó phù hợp với cái thiết kế, các bạn có thể đặt. Còn đối với khách nào mà thích nữa, mà muốn Vũ custom ai lại một sự đặc biệt cho các bạn á, các bạn muốn biến cái loa này thành một cái vật gì trang trí, nó không phải là loa nữa, thì Vũ có hỗ trợ cho những khách hàng có những yêu cầu đó, Vũ đều làm hết nha. Về nước sơn, customize rất là nhiều thứ. Tại vì nó là vỏ thế này, các bạn làm rất là dễ các bạn, nó không phải là vỏ gỗ. Vũ có thể làm được rất nhiều thứ và nhiều cái sự độc đáo cho những cái loa này. Đấy. Các bạn nhớ mà, vậy để cho bữa Vũ sẽ làm một cái phòng phim full cái bộ này luôn. Đấy, các bạn chúng ta sẽ nhìn nguyên một cái dàn men của SE dòng Sori này nè. Đấy, chúng ta sẽ nhìn rất là đẹp. Còn một số nữa là chính là cái men. Thật ra đối với khách hàng chúng ta mà đam mê á, mà chúng ta mà tiết kiệm á, thì các bạn có thể chọn những cái men thì Vũ có thể rót lại cho các bạn qua không gian số để các bạn xài để tối ưu cái dòng này. Nhưng mà nếu đối với một số khách hàng mà có điều kiện á, chúng ta sẽ đánh đúng cái men của hãng thì giá thành nó sẽ hơi cao một tí xíu, nhưng mà thật ra về mặt tối ưu nó ăn tới 10 điểm luôn các bạn. Vì nó rót, thứ nhất là cái độ an toàn, thứ hai là rất là đa năng, cái thứ ba là con men nó rất là đẹp và nó có DSP bên trong, họ chia ra, họ rót ra đánh súp và cái loa này nó tách bạch rất là rõ ràng và các bạn đánh rất là căng. Chúng ta nghe từ cái phần bass, từ cái driver là ra rất là lực, rất là đã. Nếu những khách hàng mà đã mua dòng IC38 này, nếu mà có video này hãy để lại cái trải nghiệm cũng như là một cái feedback thực tế mà mọi người đã trải nghiệm IC38 này cho Thiên Vũ nha, để những bạn xem YouTube có thể thấy được là những khách hàng của Vũ đã xài cái này và cảm nhận nó như thế nào. Rồi, Duy đang làm, đang lắp nha các bạn ha. Rồi Vũ sẽ, như vậy là cái video này chia sẻ cũng tương đối là dài. Và bây giờ Vũ sẽ nói sơ về cái tham số kỹ thuật cho các bạn. Thì hiện tại cái con này có SPL là tới 134 decibel đồng và 400W hoạt động RMS, thì tương đương với việc một con loa này có khả năng đánh công suất đỉnh luôn là đạt 1200W và chạy chương trình như là program thì nó sẽ rơi vào 800W. Mà đối với maximum của karaoke mà pre-MS thì chúng ta 400W thì rất là to các bạn. Nó tương đương với những cái dòng loa 3 tấc, 4 tấc rồi các bạn. Rất là to các bạn, rất là khỏe các bạn. Nhưng mà để đánh tốt những cái dòng loa này thì chúng ta cần phải có một cái subwoofer thật sự là chuẩn và hay, để tải và gồng vật phối ghép cùng với cái loa này mới hay nha các bạn, chứ không phải là chúng ta lấy những cái sub yếu khác là chúng ta đánh chất quốc luôn á. Nên nếu mà mọi người đã chơi nó rồi thì cố gắng, chúng ta có điều kiện chúng ta hãy chơi đúng sub chuẩn của nó thì nó sẽ rất là đã, rất là phê. Mà sub nó rất là nhỏ gọn nữa các bạn, công suất lớn mà rất là nhỏ, rất là gọn nữa, rất là tuyệt vời luôn. Ok rồi, như vậy là mình xin Vũ xin được phép kết thúc video tại đây, một video chia sẻ mổ ruột cho những khách hàng cùng xem và những anh em trong audio chúng ta cùng làm, để chúng ta có thể học hỏi các hãng khác về cái thiết kế bên trong, để chúng ta làm ra cái thị trường âm thanh nó sẽ càng ngày càng phát triển và sẽ tốt hơn. Nếu các bạn thấy cái video Vũ chia sẻ và những anh em ở đây hay thì đừng quên like và share nha, đừng quên ủng hộ cho Mr. Duy và Mr. Huy nha các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Với video kỳ vậy ta, lâu quá không quay. Lại. Xin chào.